Xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì mình đang ở làng Mai Phúc Định của tỉnh Vĩnh Long các bạn ơi. Hôm nay mình đến nhà của anh Di nè. Anh có cho lưu một số gốc mai các bạn. Tổng cộng là 6 gốc. Đế cũng rất là VIP các bạn ơi. Dọn đầu vô mình quay chi tiết cho các bạn xem. Anh em nào thích gốc nào thì có thể liên hệ với anh Di để mình giao lưu. Giá cả sẽ báo công khai luôn. Rồi, đầu tiên mình sẽ quay gốc số 1 cho các bạn xem các bạn. Đây. Cái này chiều cao tầm khoảng nhiêu vậy anh Di? Chiều cao khoảng 1 khoảng 2 mét rưỡi. 2 mét rưỡi ha. Tán ngang nhiêu anh? Ngang 2 mét rưỡi luôn. 2 mét rưỡi luôn các bạn ơi. Cái tàn rất là đều nha. Cái này mình có chỉnh sửa gì chưa anh Di? Không, nó còn nguyên thân, có chỉnh sửa hết một đường dây à. Dạ, đây các bạn, một thân một cốt nha. Cái này mình thấy nó đồng thanh thủ các bạn. Đế đẹp. Tàn nó cũng đều nữa. Cái này mình trồng đây bao lâu rồi anh? Cũng 2 năm mấy. 2 năm mấy nha. Rồi đi vòng cho các bạn xem cái bộ tàn đó. Này mặt bông mình thấy gì vậy anh Di? Thấy rồi, từ 5 đến 7 cánh. À. Bông thơm á anh. Sao như mùi hương của bông có hương có mùi hương có xá xị á. Dạ. Cái này anh rất là thơm. Nở ra là gỗ là thơm á anh. Dạ, thơm bông đùm. Bông chùm luôn ha. Chùm. 5 đến 7 cánh các bạn coi. Đây mà. Mình quay cái xương trong cho các bạn xem nha. Cái xương tương đối là đều các bạn ơi. Cốt cành lực lưỡng luôn. Bông 5 đến 7 cánh. Anh Di chia sẻ thì nó thơm mà. Bông thơm như hương xá xị vậy nha. Bông chùm. Một cốt chót đọt. Rồi đầu quay bộ đế cho các bạn xem đây. Đế tứ diện có hết các bạn. Không thiếu cái mặt nào hết nha. Có đủ hết nha. Rồi bắt đầu mình nhờ anh Di đến đôi thì mình cái số hoành cho các bạn xem bạn. Anh sẽ là hoành chuẩn các bạn ơi. Nhiêu anh? 55. 55 hả? Anh đo xích trên xíu nè. Đo hai thông số các bạn ơi. Bốn mươi hai ha. Rồi ok này. Độ thấp hơn của nó. Dạ. 60. Rồi ok. Đo cái cốt cành nó có nhiêu anh? 17 ha. Rồi sáng tay áo mũ đế còn khoảng bao nhiêu anh Di? Mũ đế là khoảng 80. 80 ha. Rồi cái mã số 1 này nếu anh em muốn sở hữu là mình cho lưu với anh em giá nhiêu anh Di? Dạ cái này là 60. 60 triệu hay là mình có hỗ trợ bao xếp gì không anh? Dạ không, bán tại vườn. Cái chi phí bứng chuyển thì đây phụ. Dạ. Rồi tiếp theo các bạn ơi, góc mã số 2 nha. Quá tài bộ đế luôn. Này chiều cao tầm khoảng nhiêu anh Di? Chiều cao 2m2. 2m2 ha. Tán ngang nhiêu anh? Tán ngang khoảng 1m5 á. 1m5 nha bạn. Cái này anh Di chia sẻ dán lông các bạn ơi. Đặc biệt cái bộ đế nè. Đặc sệt luôn. Cái này đế lúc trước là nó nằm lu, có nằm bồn không anh ha, là thiên nhiên anh? Nó nằm trong chậu. Trong cái chậu ha. Dạ. Lâu năm rồi mình rút ra ha anh. Ra đất cho nó ăn. Dạ. Đây bạn, một cây văn long nha. Cái này có khoảng bao nhiêu năm tuổi rồi anh Di? Cây này chắc cũng lâu rồi. Đây là cái mặt đế phía bên đây các bạn ơi. Đế cuồn cuộn luôn. Tứ diện có hết. Này lúc trước thì anh chia sẻ là nó nằm trong cái bồn các bạn. Anh mới rút ra anh trồng cái đây các bạn. Mặt bông sao anh? Mặt bông cũng từ 5 đến 7 cánh. Dạ. Cũng từ... thơm nha. Bông thơm ấy anh, từ 5 7 cánh ha. Dạ. Một cây văn long các bạn ơi. Cái này anh em về có duyên anh em sở hữu được, anh em về anh em nuôi thêm nó lập tàn tán đầy đủ là anh em chơi. Anh chia sẻ là bông là từ 5 đến 7 cánh, bông chùm, bông thơm nha các bạn. Toàn thân đấy mình thấy nó ra nhiều bút các bạn. Cây này nó chắc nó có khá lâu đợi các bạn. Quay lại vòng cho các bạn xem cái bộ đế đó. Rồi em nhờ anh Di đo em thông số khoảng bao nhiêu anh? Cũ là 58. 58 ha. Dạ. Rồi. Cái dòng số 2 nha. Là 32. 32.
cậu pháp thân của nó là 55. 55. Chính ngang là 70. 70. Rồi, gốc mã số 2 này cho luôn với anh em giá nhiêu anh? Dạ 55 triệu. Dạ, 55 triệu các bạn ơi. Hỗ trợ anh em bứng chiên chở gà lộ các bạn ơi. Rồi, tiếp theo các bạn ơi, gốc mã số 3 nha. Đây, một gốc mai tàn. Này chiều cao tầm khoảng nhiêu anh Di? Khoảng 3 mét rưỡi ha. Tán ngang nhiêu anh? Tán ngang cũng khoảng 3 mét. Dạ, đây các bạn. Một cây mai tàn thiên nhiên nguyên thủy nha. Mặt bóng này mình thấy chưa cho anh? Dạ thấy rồi. Từ 5 đến 12 cánh. Dạ, 5 đến 12 cánh nha anh. Dạ, dạ. Bông chùm không anh? Dạ bông cũng chùm nhưng mà bông bự nha. Bông lớn nha. Bông lớn. Bông này ba bông luôn anh? Dạ ba bông luôn. Đây các bạn. Cái này trồng thả tự nhiên luôn. Tàn tán thì mình thấy cũng ok các bạn. Cái này mình dìm chỉnh sửa lại các bạn ơi, cho tàn nó đều nha. Bông là anh bao bông các bạn luôn, 5 đến 12 cánh. Cây này bộ đế cũng khá là VIP các bạn ơi. Quay bộ đế cho bạn xem đây. Cây này mình trồng ở đây là bao lâu rồi anh Di? Em là năm cây 586 á. Rồi tới giờ em giờ là cũng ba mấy năm rồi đó. Ba mấy năm ha. Đây các bạn, cây này bộ đế sổ tứ diện có hết luôn. Rồi để đặt. Đây. Ảnh mới có mồi mình tế nó mồi sơ xíu các bạn. Bên dưới nó còn nữa nha. Anh chồng ảnh ở vườn anh lắp lại. Xương tàn nó cũng dày các bạn ơi. Này anh em về anh em chỉnh sửa kéo ra. Bóng tàn cho đều là anh em chơi thôi. Mặt bông thì nói chung là đẹp rồi. Rồi em nhờ anh Di đo em thông số khoảng bao nhiêu anh? Rồi em cho ngày cũ. Dạ. Hôm nay vì lý do không có thước ở độc sức bạn ơi, đo cái thước này nghe nhưng mà trừ hao cho anh em nha. Số hoành thì vẫn chính xác nha. 90 làm trừ hao rồi đó. Rồi, cụ đặt 90. Cụ đặt 90 rồi. Là 54. Dạ, hoành 54 các bạn ơi. Dạ. Rồi thoát thân luôn là 37. 37. Cụ đế 50. 50 ha. Thân là 30. 30 ha. Rồi có mã số 3 này mình giao lưu với anh em giá nhiêu giờ anh Di? Dạ, 70. 70 triệu ha. Dạ, dạ. Mình hỗ trợ bứng thôi ha anh, ra lộ ha. Chuyển ra lộ. Dạ, còn anh em nào biết thêm chi tiết thì liên hệ với anh Di các bạn ơi. Số điện thoại anh Di mình để trong phần tiêu đề nha. Rồi tiếp theo các bạn ơi, có mã số 4 nha. Một cây dáng bay tự nhiên luôn. Này thành phẩm chưa anh? Dạ thành phẩm rồi. Dạ. Chiều cao qua chiều về chiều bay nó ra nhiêu anh? Chiều bay bán 2,5 m. 2,5 m ha. Chiều cao nhiêu anh? Chiều cao nha. Chiều cao chắc khoảng 1 m quá. Dạ. Tới chiều cao của mặt đứng này nha. Mặt bông mình thấy chưa anh Di? Dạ thấy rồi, từ 5 đến 10 cánh. 5 đến 10 cánh ha anh. Đây bạn, cây trắng bay nha. Đế sổ nè. Cũng có đế các bạn ơi, phong tự nhiên luôn. Mặt bông 5 đến 10 cánh ha anh Di? Dạ. Dạ. Rồi đo thử thông số khoảng bao nhiêu anh? Cái này anh em về lên chậu chơi anh em ơi. 40. 40 hoành ha anh? Dạ 40 hoành. Cái góc bị vào chỗ góc nha. Dạ. Yeah. 28. 28 rồi ok anh ơi. Rồi số 4 này mình giao lưu với anh em giá nhiêu anh? Dạ 20 luôn. 20 triệu anh? Dạ. Rồi ok. Rồi tiếp theo các bạn ơi. Góc mã số 5 nha. Đây. Thóc thân cao. 2,9 m. 2,9 m nha. Rồi tán ngang này khoảng nhiêu anh? Tán ngang 2 m. 2 m ha. Đây các bạn, cái tàn nó cũng tương đối nè. Cái này ảnh thần chậu các bạn ơi. Cái này đặc biệt bộ đế nó rất là đẹp. Phong cao cái này thì anh em có thể chơi theo tầng dù nha. Xương tàn ở trên thì mình thấy cũng đều nha. Tứ diện có. Không có thiếu lỗ nào đó các bạn ơi. Đây nè.
Mặt bông sao anh Duy? Mặt bông từ 5 đến 12 cánh. Dạ. Mai giảo anh? Dạ mai giảo. 5 đến 12 cánh các bạn ơi. Đây nè, ủ đế nè. Đây lực lưỡng luôn. Cái này em thân chậu bao lâu rồi anh? Còn một năm mấy rồi. Một năm mấy nha. Rồi đo thông số có khoảng bao nhiêu anh? Dạ. 51. 51 nha. Ba mươi lăm. Rồi nó đôi cũ nguyên cũ luôn anh. Tám mươi bốn ha. Đo tự thoát thân lên tới chỗ xe tàn luôn anh. Đúng rồi. 90 hay gần 1 mét các bạn ơi. Cây thân tàn đế đều đẹp hết các bạn. Rồi cây mã số 5 cho luôn với anh em giá nhiêu anh Duy? 20 triệu ha. 20 triệu các bạn ơi. Tặng chậu luôn không anh? Dạ, tặng chậu luôn. Rồi tiếp theo các bạn ơi, gốc mã số 6 nha. Đây. Cũng là gốc mai tàn thần trụ luôn các bạn. Chiều cao này khoảng nhiêu vậy anh Duy? Một mét chín nha. Tán ngang nhiêu anh? Tán ngang đó 1m7. Dạ, đây cũng cây nguyên thủy luôn các bạn ơi. Này mặt bông sao vậy anh Duy? Bông cây này bông nó cũng từ 5 đến 7 cánh. Dạ, 5-7 cánh đó anh. Rồi cái này quay đế cho bạn xem bạn ơi. Cái này anh thần chậu rồi, vậy anh em chơi luôn. Đây. Đế đẹp nha. Cái này tới thì chơi bông được luôn. Dạ. Tết tới các bạn ơi, kiếm một cây mai cho nó đẹp chơi các bạn ơi. Đây. Đế đều hết luôn nha. Rồi anh Duy đo em có thông số có khoảng bao nhiêu anh? 46. 46 ha. Bốn chục ha. Rồi anh đo cái thốc thân luôn anh. Thốc thân nó 40. Rồi ok anh ơi. 70. Dạ, đường kính ngang cái đế là 70 các bạn ơi. Rồi góc mã số 6 này kết thúc video mình giao lưu với anh em giá nhiêu vậy anh Duy? Giá 20. 20 triệu luôn ha. Rồi. Rồi ví dụ mà anh em nào mà giao lưu hết luôn cái 6 cây này mình có hỗ trợ bớt gì không anh? Có. Có luôn ha. Dạ.